Người hai cô tiên nữ
trên bảo hà. Lại đây tiêm thuốc pha trà, rước quan hoàng bầy sơn. Ông bầy mây là con vua thượng đế, đức vua cha giáng tại sơn đất chính vào ô. Diện mạo hồng hào tươi vẻ ngọc, dung nghi tươi tốt khác nào hoa. Ông bảy hoàng ngồi nghe đàn hát, nhà thú nhà viên lúc ẩm lừng cõi Việt, cứu dân hộ quốc phúc đặng xa. Trà tàu thuốc lá ông bảy hoàng người ưa thích, thuốc cống kẹo xìu lúc thành thời. Nhân ai lên đất ý bảo nếm mùi phong nguyệt ý đó. Tiên trên bảo hà,
sáng ô liu vàng, ô xa con kém xa mười phần, ô xa con kém xa mười phần. Chẳng ai hẹn ý à, giờ bao giờ, giờ bao giờ, vì đồng hoàng đi chấm lính ý à, tình nghĩ cơ, tình cơ ông bày gặp tiên sáng ô, sáng ô liu vàng,
những anh linh soi đời vời vợi ai mất chữ tâm thời tội phải mang lưới trời của khắp bốn phương hại nhân thì nhân hại khó tìm đường thoát thân đã lên đấng cầm cân đầy mực không lấy chữ tội chữ đức mà cân đừng có ai khoe tròn vẹn muôn phần cây nước kia mà rơi mất ông thầy cầm cân sao cho đừng trong phú khinh bần cây đức kia mà tươi tốt ông cho muôn phần mẹ ta cung đàn tiếng hát hôm nay ông độ cho các đệ tử phúc dày lộc dư bảy người đồ chi chứng